là nam hay nữ, thì tình thương yêu của người cha người mẹ dành cho người con không bao giờ phân biệt. Không phải là chỉ lúc nhỏ chăm sóc và bảo bọc, và khi già lớn tuổi rồi không có còn chăm sóc nữa, không phải như vậy. Mà tấm lòng của người cha và người mẹ dành cho người con, thương yêu người con, nó đối với người con mình đáng đời kiếp này. Cho dù lúc còn nhỏ đến già, thì cho dù già lớn tuổi nữa, thì trong lòng người cha người mẹ cũng xem mình là con của mình, và nhiên họ như nhà và như là trong đó, thì mình không bao giờ bỏ đi. Thank you.
và dùng Đức Phật đã dạy dỗ như chúng ta. Và cái lời Ngài dạy rằng là không phải trong đời này kiếp này chúng ta có cha có mẹ không, mà trong những đời trước kiếp trước và những đời đời cuối thì đó chúng ta cũng đã từng có cha có mẹ. Và tất cả những chúng sinh mà trong thế gian này không có chúng sinh nào không từng là cha mẹ chúng ta. Trong đời này kiếp này cha mẹ hiện tại có công ơn đối với chúng ta như thế nào thì các cha mẹ trong quá khứ và cũng đã từng có công ơn nuôi dưỡng và những chúng ta cũng như thế đó. Đó là những lời của Đức Phật đã dạy. Và cái lời trực tiếp mà Đức Phật có dạy dạy rằng là cha mẹ trong đời này kiếp này chúng ta có phải là cha mẹ trong ta từng là cha mẹ trong đời kiếp trước không? Không phải như vậy, mà tính mỗi một đời kiếp chúng ta đều có cha có mẹ. Và tính về số lượng thì tất cả những chúng sinh bao la như bầu trời, không có chúng sinh nào không từng là cha là mẹ chúng ta trong quá khứ và trong tại này. Và tất cả những công ơn và cái số lượng mà người cha người mẹ chúng ta có được trong quá khứ đến ngày hôm nay thì ta tính ra là vô lượng, có nghĩa là không thể được tính đếm kể. Và tất cả những công ơn của người cha người mẹ trong hiện tại này và tất cả những công ơn của người cha người mẹ trong quá khứ là ngang bằng với nhau và không có gì khác biệt. Và nhắc lại những thứ như vậy là tất cả những người cha người mẹ trong hiện tại này có công ơn chúng ta như thế nào thì tất cả những người cha người mẹ trong quá khứ cũng có công ơn chúng ta như thế đó. Và không có chúng sinh nào không từng là cha là mẹ chúng ta, và cái số lượng mà người cha người mẹ chúng ta là vô lượng, là vô số kể, không thể tính được. Và điều tiếp theo Đức Phật dạy rằng là như chúng ta đã biết, không có chúng sinh nào không từng là cha là mẹ của chúng ta trong quá khứ, và tất cả những sinh đó đều là cha là mẹ chúng ta. Nếu mà tất cả những chúng sinh đó từng là cha là mẹ chúng ta thì tất cả những chúng sinh đều là những người thân bằng huyết thống, đều là những người thân của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải giữ lòng từ ái và biết mặn thương xót đó là chúng sinh nhau. Nhưng mà trong cuộc sống hiện tại chúng ta số lượng người rất nhiều, chúng ta thường là phân ra làm ba, tâm chúng ta thường phân biệt có sự phân ra làm ba. Thứ nhất là người thân, thứ hai là kẻ thù, và thứ ba là không thân không thù, nghĩa là người không có liên quan đến chúng ta. Nhưng mà mình xét về số lượng mà chúng ta đã từng mang ơn tất cả những người dân, chính khi mà chúng ta phân biệt ra như vậy thì chúng ta có cái công sinh mệnh và đối diện đối với người thân thì chúng ta có nhớ, và đối với người thù ghét thì chúng ta cũng sinh mệnh đối diện. Nhưng mà theo lời của Đức Phật dạy thì không có chúng sinh nào không từng là cha là mẹ của chúng ta trong quá khứ. Chính vì vậy mà tất cả những chúng sinh đều là người thân của chúng ta, và đã là người thân của chúng ta cần phải có một cái tâm bình đẳng và đối xử như nhau, cần phải có một cái tâm từ ái và hòa nhã để mà đối đãi tất cả chúng sinh tạo nên một mối tương ái và hòa đồng với nhau. Thank you.
thời mỗi chùa chính thức này, chúng ta thực hiện các chương trình về công đức là tri ân và báo ơn. Và với tất cả những công đức mà chúng ta dâng lên tổ thầy, dâng lên Tam Bảo, chúng ta tự nguyện về công ơn của Tam Bảo, tự nguyện về công ơn của cha mẹ, tự nguyện về công ơn của thầy tổ, tự nguyện về công ơn của quốc gia và bà, thì tất cả những cái việc cụ thể hay tất cả những tự nguyện đó đều có công đức rất là to lớn. Và khi có được công đức to lớn đó, chúng ta cần phải biết cách hòa hướng. Thì ngày dạy rằng là cái việc mà công đức và hòa hướng nó giống như là một ví dụ là một cái chiếc xe ngựa và người này lái chiếc xe ngựa đó, hay là một chiếc xe hơi và cái người điều khiển xe hơi. Nếu cái công đức đó cũng giống như là một chiếc xe hơi đang đi trên đường, và cái hòa hướng đó cũng giống như là một người lái xe. Nếu mà cái người lái xe điều khiển chiếc xe là khi chúng ta tạo lập, khi mà chúng ta tạo lập công đức, chúng ta đã có phương tiện đi lại. Mà nếu cái người mà này là chiếc xe đó không có biết cách là lái, thì chiếc xe đó sẽ bị rơi xuống vực thẳm. Có nghĩa là khi mà chúng ta có được công đức rồi, chúng ta cần phải biết cách hòa hướng, hòa hướng chính cách để chúng ta có được cái sự và tăng trưởng và lợi ích của cái việc công đức. Thì cái việc mà tạo lập công đức giống như chiếc xe, giống như con ngựa, và cái việc hòa hướng giống như là cái người điều khiển chiếc xe và là cái người đèo lái chiếc cơ con ngựa đó. Yeah.